Ở nhà. Hello Linh Trần. Hello Phạm Thị Trâm. Chị đang ở Phan Thiết. Ôi ở đây tối thui à mọi người ơi. Tối không thấy đường đi luôn á. Hello Tiền Nguyễn. Trời ơi, điều điệu mới vừa đi nói mi. Hello cô Vân Nguyễn. Hello bảo nha. Hello Thành Võ. Chúc mọi người có một buổi tối thật là vui vẻ. Ấy xong rồi ai cũng mỗi lần mà chị nói mi xong rồi mọi người thấy nhìn chị mệt mỏi đúng không? Kiểu mắt lúc nào cũng bị sụp á. Tại vì là do hôm kia Trúc đi event xong rồi Trúc phải nối cái bộ lông mi này cho Win Lashes để dự event, chứ thật sự là Trúc không có mệt gì hết đó, nhưng mà vì là nối mi theo cái kiểu Win Lashes kiểu kiểu sexy á, cho nên là nó nhìn cái kiểu lúc nào cũng sexy. Cái gì xỉn, làm gì xỉn, trời trời ơi trời. Hello. Trưa nay mới đi đi biển. Kể cho mọi người nghe một cái câu chuyện này. Trưa nay chúng đi đi tắm biển. Sáng nay á, khoảng tầm 10 giờ. Xong rồi đang tắm biển xong rồi tự nhiên thấy ai quào vô chân mình. Quào vô chân mình xong rồi cái quay lại tưởng tưởng đâu ai giỡn léo tay chụp cái chân của mình lại, thì ra là quay lại thì thấy nguyên một con sứa. Thế là hai đứa bạn la lên ôm sùm hết, con sứa nó đụng vào chân của Trúc. Xong rồi là gần đó có một cái cô thì là cổ mới chạy lại cổ cứu, là cổ xách nguyên con sứa đó lên bờ luôn. Xong là nhỏ bạn thế em đây là có món gỏi sứa rồi, con sứa rất tươi luôn nha mọi người, con dứa rất là tươi cho nên là rất là đã. Và cô nói là trời ơi rất là hiếm khi mà con sứa mà nó bơi dạt vào bờ như vậy, là vì sứa nó rất là khôn, nó không có để cho mình bắt nó đâu, nhưng mà không, chắc là con sứa này nó hơi yếu rồi cho nên là đã bơi vào bờ, mà tự nhiên chắc chắc định chạy lại xin chụp hình với mình hay sao, rốt cuộc mình bắt luôn đây cho mọi người xem hình nha. Ấy nguyên con sứa luôn, thấy ghê chưa. Cái gì, cái đó là sắc ra rồi không, con sứa đó đã cắt ra rồi, cầm nguyên một con như thế này mới hay. Trời ơi trời. Ôi trưa trưa hôm nay là thấy đi biển xong rồi là tóc rít chịch. Rất là may mắn là hôm nay đem theo dầu gội đầu, chứ không có lúc không có như lúc trước là trước chạy đi mua mấy cái dầu gội đầu bịch gói gói á, khi mà đi xa để cho nó tiện. Sứa được rồi. Chú cũng nghĩ vậy, sứa được rồi. Xui cho con sứa đó rồi, trời ơi trời. Thì đó, tự nhiên đâu con sứa nó bay vào chân mình. Quá trời quá đất. Tắm biển ở cái đó gọi là Phan Thiết, Mũi Né trời. Mũi Né. À vậy là mình đang ở Mũi Né đúng không? Còn Phan Thiết là mình chạy vô hồi nãy là thành phố, là mới là Phan Thiết đúng không? Sứa làm sao ăn không được Thành Võ, ăn được mà. Hôm nay là muốn lên đây gọi tám cho mọi người. Hôm bữa Trúc có livestream cho mọi người xem là Trúc đi gội đầu sinh học, mọi người nhớ không? Hello hello nha, hello Hoàng Hoàng Trâm, thank you. Ừ chị đi xả stress đấy.
Hôm bữa là chị có livestream cho mọi người xem á, là Trúc đi gọi đầu sinh học. Thì mọi người thấy hôm nay tóc Trúc có bóng không? Rất là bóng và rất là mau dài đúng không? Hello Lê Nhật Huy, cảm ơn Sơn Đoàn nha. Cho nên là hôm bữa không biết là rất là nhiều người đã bỏ lỡ xem Trúc suốt cái livestream đó, thì hôm nay Trúc sẽ chia sẻ cho mọi người biết bí quyết dưỡng tóc dài và tóc bóng mượt giống như Trúc. Hôm bữa Trúc đi quay phim á, thì trong vòng 2 năm Trúc quay phim, Trúc đã phá nát hết cái tóc của Trúc luôn. Là Trúc nối xong rồi á, là Trúc bấm tóc, rồi Trúc uống tóc, Trúc làm đủ thứ hết trơn á. Sau đó thì là khi mà tháo cái tóc nối ra thì là tóc của mình nó mỏng dánh luôn. Cảm ơn Thái Phan, hello. Cảm ơn Trân Trân rồi. Chào tất cả mọi người nha, chị không chào được hết. Thì hôm nay Trúc sẽ cho mọi người thấy được cái sản phẩm mà Trúc đang rất là tin dùng. Đó là một cái loại dầu gội đầu mà nó làm cho tóc của Trúc á càng ngày càng mọc nhiều hơn. Mọi người thấy hôm nay tóc của Trúc đã lúng phúng ra nè. Mấy bữa ở đây là nó rụng gần hết luôn. Đấy. Và tóc á, hôm bữa là tóc ngắn lắm mà hôm nay tóc đã dài ra tới đây rồi. Hôm bữa đóng cái phim kẻ tàng hình là tóc cỡ này thôi nè. Đó. Kẻ tàng hình là tóc nhiêu đây thôi. Không, hôm nay chị đâu có ra sân bay đâu, chị đang ở Phan Thiết mà, Lê Anh Thư. Thanh Nga, lát nữa chị sẽ vào xem, nếu như em xem livestream này thì chị sẽ add em nha. Tại vì những cái bạn nào mà xem livestream của chị á, thì inbox cho chị biết, chị ơi chụp hình lại, chụp cái màn hình và chụp cho chị xem coi là nếu như mà chị livestream có share cái livestream của chị thì chị sẽ add nha. Hello nhé. Đây, mọi người cho Trúc biết là khi mà mình cần dưỡng tóc thì mình sẽ dùng những cái chất thiên nhiên nào để dưỡng tóc. Đố mọi người biết. Đố mọi người biết là khi mà mình dưỡng tóc thì mình sẽ dùng cái tinh chất nào để mà dưỡng tóc để cho mình mọc tóc nhanh á. Không, cái loại thiên nhiên nha. Hello, Thanh Lê, Trang Lê. Bạn nào trả lời đúng những cái tinh chất mà mình có thể dưỡng bóng tóc và mọc tóc thì những bạn nào Trúc chưa ép thì Trúc sẽ ép. Trúc hứa thật. Tại vì khi nhiều quá Trúc không có đọc được, xem hết được thì là Trúc không có biết được, cho nên là mọi người cứ inbox cho Trúc xong rồi cho Trúc xem mấy cái đó, Trúc vào Facebook người đó, nếu như mà có share livestream của Trúc với cái chế độ public thì Trúc sẽ add Facebook người đó nha. Tinh dầu bưởi, dầu dừa, bạn nào nói đây, thành vỏ, tinh dầu bưởi, dầu dừa, rồi gì nữa. Nguyễn Hoàng Thiên Thư, bồ kế, đúng rồi, rồi chất gì nữa, hoa bưởi, đúng rồi, chị thấy anh Đặng, rồi tinh dầu bưởi, đúng rồi, tinh dầu dừa là có rồi. Những loại mà làm cho mình mọc tóc và bóng tóc nha. Rồi, ok. Nãy giờ mọi người trả lời rất rất là nhiều. Dầu bưởi, bồ kết. Cái gì nữa không? Còn tính chất gì nữa không? Còn tính chất gì nữa không? Nói thử xem. Còn tính chất gì nữa? Nói đúng là lát nữa Trúc hát tặng cho mọi người một bài. Dầu dừa rồi, xong rồi. Có dầu dừa rồi. Tinh chất gừng, đúng rồi, chị thấy anh Đặng. Đó, tinh chất gừng thì từ trước tới giờ mọi người chỉ biết là bồ kết nè, rồi tinh chất bưởi nè, rồi dầu dừa, đúng không? Thì hiện giờ đang có một cái tinh chất giúp cho mình
cho mình dưỡng tóc rất là tốt, đó là tinh chất gừng. Thì mọi người dư sức biết là tinh chất gừng nó có rất là nhiều công dụng và làm cho chúng ta kiểu như là rất là thoải mái khi mà ngửi nghe đến mùi gừng. Như là khi mà mình bị đau vô tử nè, mình cũng dùng tới tinh chất gừng. Rồi khi mà dùng để mà giảm cân thì cũng là dùng gừng, rồi pha với lại muối, rồi đủ thứ loại thảo mộc để có thể mình giảm cân được. Và cái tinh chất gừng hiện nay là được công ty Thiên Nhiên Việt đã sáng chế ra một cái loại dầu gội đầu tinh chất gừng. Thì Trúc thấy là từ sau khi mà Trúc gội đầu bằng tinh chất gừng thì mọi người thấy là tóc của Trúc bóng mượt hơn. Khi mà Trúc chỉ cần cột tóc lên chút xíu thôi, xong rồi Trúc thả ra thì nó sẽ rất là bồng bềnh. Vì sao? Vì khi mà tóc mình bồng bềnh đó là vì da tóc của mình nó khỏe và nó được nuôi dưỡng. Thì Trúc thấy là từ khi mà Trúc gội đầu tinh chất gừng á thì cái tóc của Trúc đã mọc ra rất là nhiều. Và bây giờ mọi người sẽ xem sự xuất hiện của dầu gội đầu tinh chất gừng. Đây là một chai tinh chất gừng. Mọi người thấy Trúc mới xài có bao nhiêu đây thôi mà tóc Trúc đã mọc ra và rất là... Đây, hôm bữa nha là có mấy cọng nó ngắn. Mọi người có thấy là cái tóc này là tại sao nó ngắn như vậy? Vì hồi lúc trước á, Trúc bấm tóc ngắn như vậy nè, bấm để cho tóc của mình nó bồng bềnh á. Xong rồi đến khi mà nó yếu, thế thì nó gãy luôn. Nó gãy cái tóc ngang giữa của Trúc luôn. Thì hiện giờ Trúc đã dùng dầu gội đầu tinh chất gừng này để mà làm cho tóc của mình nó dày hơn, nó khỏe hơn và nó bóng hơn, nó mọc nhiều hơn nữa. Cái loại này á, là Thiên Nhiên Việt đã sản xuất cái loại tinh chất gừng này á, là 100% thiên nhiên luôn. Mà trong đó thì 90% là được chiết xuất từ tinh chất gừng tươi. Thì một cái loại gừng tươi này nó rất là tốt, nó làm cho tóc của mình nó kích thích mọc. Hello mọi người nha. Hello Doremi, Trần Anh Huy, hello Úc Nguyệt nha. Rồi mọi người biết không, thì ngoài ra đó, trong đây nó sẽ có nhiều cái loại tinh chất nhiều hơn nữa. Chúng sẽ đọc cho mọi người nghe để mọi người biết nha. Đó là dầu gội được chiết xuất từ 90% từ thành phần gừng tươi. Sau đó thì là 10% còn lại thì nó cùng có tinh dầu bưởi nè, rồi tinh chất hà thủ ô chiết xuất từ lá bạc hà nữa. Wow, toàn hà thủ ô Trúc rất là thích. Mọi người biết không, Trúc bị tóc của Trúc đã có dấu hiệu bạc rồi bị Trúc giống máu xấu. Máu gọi là thường hồi xưa gọi là máu xấu, tức là máu làm cho tóc của mình bạc. Vì hồi lúc mà tầm mười mấy 20 tuổi là Trúc đã bạc rồi, nhưng mà bạc nó chỉ bạc trong góc thôi, bạc khôn lắm mọi người không thấy đâu. Nhưng mà từ khi mà Trúc gội xong ấy thì nó trong đấy có chất hà thủ ô, nó làm cho tóc của Trúc nó khỏe hơn và cái máu nó thấm vào cái da đầu của mình, nó không có còn bị bạc nữa. Có nhiều tinh chất. Hôm bữa tóc của Trúc mỏng lắm mọi người. Lúc mà tháo cái tóc nối ra muốn khóc luôn, nhưng mà đã hứa với lòng là không nối tóc nữa, vì là nó hại, nó tổn hại đến tóc. Tại vì Trúc rất là không có biết giữ tóc đâu, không có biết giữ tóc nên là tóc lúc nào cũng chảy đùng đùng đi nè. Nhưng mà từ khi mà không nối tóc xong và mình đã tìm ra cái loại dầu gội đầu tinh chất gừng này á, thì Trúc rất là tự tin khi mà khi gội đầu xong, khi mà sấy xong á thì tóc của mình nó bồng bềnh tự nhiên. Và mọi người thấy một cái độ bóng không, tóc rất là có độ bóng, nó không có bị khô và rất là khỏe. Chai này hiện giờ là đang được bán với giá 380.000 với cái thể tích là 300ml. Nhưng mọi người biết không, 380.000 mà mình mua một được hai, thế là khi mà mình mua cái tinh chất này xong mình sẽ được tặng tiền tiền tiền. Đây là cao ủ tóc gừng tươi. Trời ơi, nói cho mọi người nghe nha, Trúc ghiền cái mùi ủ tóc này kinh khủng khiếp. Vì là khi mà đi làm về rất là mệt thì là mình thèm nghe mùi gừng, mùi xả để cho mình khỏe hơn á. Trời ơi, khi mà gội đầu xong á, mình ủ bằng cái gừng này vào cực kỳ thơm luôn nha. Và chúc cho mọi người xem nè,
cho mọi người xem. Tức là cái tinh chất gừng tươi này á, Trúc sẽ bấm ra cho mọi người xem, rất là đặc. Đây đó, mọi người thấy sần sệt không? Đây mấy cái chất lặng đặng này nè. Đó, lặng đặng này á là của gừng đó, là của xác gừng đó. Wow, quá thơm luôn á. Muốn nghe hoài à. Quá thơm luôn mọi người ơi. Cái loại này á mọi người biết không, khi mà mình gội đầu á thì nó không có bọt nhiều nha, nó không có bọt nhiều, cho nên là mọi người đừng có bị hoang mang là tại sao là dầu gội đầu này lại không có bọt. Vì thật sự những cái loại mà nó không có bọt là những loại là chiết xuất từ thiên nhiên. Như là mọi người ngày xưa mà đã từng gội qua những cái loại như bồ kết hay là bưởi thì chắc chắn là bồ kết nó không có tạo bọt một chút nào hết, nhưng khi gội xong tóc mình rất là bóng và rất là khỏe. Đúng rồi, không có bọc gì nha Johnny Cường. Thì mọi người biết không, rất là đây là một cái loại mà Trúc cảm thấy là nó mang lại nhiều hiệu quả cho mình. Đấy, mọi người thấy là tóc của Trúc rất là bóng và nó mượt lắm. Đấy, rất là bồng bềnh, khi mà mình gội xong á mình có một cảm giác rất là bồng bềnh, mặc dù là tóc Trúc kỳ này á là nó đã mọc ra hơn nhiều. Nhưng mà lúc trước á là nó rất là mỏng. Có gì Trúc sẽ chụp cho mọi người xem những cái tấm hình mà hả, tóc của chúng nó mỏng dánh luôn. Inbox tư vấn. Cái này Trúc mua, lát nữa Trúc sẽ, bây giờ hiện giờ đang có những cái bạn nhân viên để vào đây để có thể tư vấn và cho các bạn biết là sẽ mua ở chỗ nào. Và mọi người yên tâm, thì đó, đây là một bộ sản phẩm mà mình mua một được hai, đây là giá 380.000 và đây là được tặng, giá 380.000 mà được tặng. Và Trúc sẽ cho mọi người xem cái hộp cao gừng rất là đẹp nha. Lúc đầu tưởng là giận, mua về tưởng là giận. Hay giờ là nó mở nắp gì nè mọi người. Đó. Trúc đem theo xong rồi nó bị chay ra vậy luôn rồi nè. Ghê quá. Mà thơm lắm. Đây mọi người sẽ thấy cái chất của nó sần sệt như thế này. Đây cho mọi người xem nha. Nó cũng có những cái chất lợn cợn. Đây. Nó có những cái chất lợn cợn như thế này. Đó là cũng là do gừng tươi và đặc sệt 100% là từ thiên nhiên luôn. Và 90% là gừng tươi. Nên là mọi người yên tâm. Mọi người nhiều khi là muốn mọi người bây giờ muốn quay trở lại những cái chất thiên nhiên để có thể chăm sóc làn da của mình, chăm sóc cơ thể của mình. Và hiện giờ người ta gọi là cái dáng, cái răng, cái tóc là gốc con người, đúng không? Thì tóc là một cái mà các bạn nên chăm sóc kỹ. Và khi mà Trúc cũng chỉ cho mọi người cái cách mà dùng dầu gội đầu và dầu xả để Trúc nói mọi người biết nha, tại vì rất nhiều người gội đầu sai, rất nhiều người vì là mọi người không hề có kiến thức gội đầu cho nên là sẽ không phát huy được hết những cái tác dụng của dầu gội. Thì khi mà mình dùng dầu gội tinh chất dầu từ gừng tươi của công ty Thiên Nhiên Việt thì khi đó các bạn hãy xịt ra một ít xong bắt đầu các bạn xoa lên đầu, rồi các bạn cho một ít nước lên, bắt đầu các bạn gội. Thì khi mà gội á, đây mình lấy xuống đây để cho mọi người thấy nha. Em bị rụng tóc sau khi sinh, rụng rất nhiều. Cái này Trúc sẽ đọc cho mọi người xem cái công dụng của cái dầu gội đầu này nha. Tức là tất cả những bà mẹ sau sinh, trước khi sinh thì nam nữ đều dùng được. Tất cả mọi người từ trẻ em cho đến phụ nữ. Vì sao? Nó là vì được chiết xuất từ gừng tươi. Vì từ thiên nhiên cho nên là nó không hại gì hết. Nó không hại gì cho đến thai nhi luôn. Cảm ơn anh Như Đình Trí. Mua 3 bộ tính giá sỉ nha. Tất nhiên rồi, sẽ có một cái giá ưu đãi cho mọi người. Thì
Đây nha là dùng cho trẻ em đến người lớn, nam nữ, phụ nữ mang thai và phụ nữ sau sinh luôn. Và thật sự nó đã kích thích tóc của Trúc mọc ra và tóc của Trúc rất là bóng mượt, rất là bồng bềnh, làm cho tóc của mình khỏe hơn và không có bị tóc bị bệt á. Nên là Trúc đi từ chiều đến giờ mà đang ở Phan Thiết á, chạy xe từ chiều tới giờ mà đáng lẽ là có gió biển Phan Thiết nó rất là rít, người mình còn rít nữa, cái da nó rít nhưng mà cái tóc của Trúc vẫn không bị rít và không có bị bết bết tóc luôn đây. Và nó có một cái tác dụng rất là đặc biệt nữa là trị gầu và dùng cho da, những cái người mà da đầu, da tóc, cái tóc bị dầu ấy. Tức là khi mà mọi người dùng xong xà phòng khác á, thì thường thường tóc bị bệt. Mặc dù là mình vừa mới gội đầu xong nhưng mà cái da đầu của mình nó tiết cái chất dầu ra, xong rồi nó làm cho mình bị bệt ra, xong mọi người nói là trời ơi sao mình bị ở dơ quá vậy. Nên là cái việc chăm sóc tóc nó cũng rất là quan trọng. Vì theo Trúc á là khi mà người khác có người ta lỡ như người ta mà ngồi gần mình, người ta mà nghe được cái mùi mà tóc của mình nó không sạch đó, thì nó rất là kinh khủng đúng không? Cho nên là Trúc cảm thấy là mình giữ da đầu và giữ tóc của mình nó thơm á, là một một cái chuyện rất rất là đáng, rất là đáng. Thì mà nhất là những cái mùi hương, mùi hoa bây giờ rất là nhiều. Nhưng mà Trúc cảm thấy nếu như muốn đem lại cái cảm giác thư giãn và relax, thoải mái, thì là cái mùi gừng nó sẽ đem đến cho mình cái cảm giác là relax sau khi mỗi mỗi giờ làm việc, và giúp cho người ở bên cạnh mình, giống như người yêu của mình hay là anh chị em của mình, khi mà ngửi được cái mùi này cũng nghe rất là dễ chịu. Thực ra thì mùi gừng nó cũng không 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 khó nghe như mùi xả đâu. Chú thấy có nhiều người thì là sẽ không thích mùi xả khó chịu, nhưng mà mùi gừng ấy thì là một mùi nó có thể trị liệu được cả tâm lý luôn. Thích tính cách của chị, diễn phim nào cũng hay. Cảm ơn Sang Lê, cảm ơn Bon Bon. Hồi nãy chị vừa mới nói, tức là sản phẩm này là 380.000 một chai như thế này, mà được bán giá 380 với 300 ml, nhưng lại được tặng thêm một cái hũ cao gừng để ủ tóc. Thì bây giờ Trúc sẽ chỉ cho mọi người cái cách gội đầu hồi nãy đang chỉ nhưng mà lại bị quên. Đấy, thì sẽ khi mà mình xịt lên thì mình xịt lên, mình thoa lên, xong rồi mình gội như thế này. Bắt đầu là mình vuốt, mình gội sạch da đầu và nó không hề có bọt nhiều nha mọi người. Mình gội nó tóc bồng quá, thích quá. Gội xong, gội khi nào mình cảm thấy là nếu như mà da đầu mình dơ quá thì mình có thể gội lần thứ nhất xong rồi mình xả đi cái nước đó, xong rồi bắt đầu mình gội thêm lần thứ hai. Lần thứ hai là cái lúc mà những cái tinh chất này nó thấm vào trong da đầu của mình để kích thích mọc tóc. Xinh thật luôn nha mẹ Hiền, cảm ơn. Có mùi gừng, đặt mùi gừng luôn nha Chi Khánh, cho nên là em yên tâm. Nhiều khi mấy hôm nay chị gội đầu á, mà chị cứ ngồi ở trong phòng gội đầu chị gội suốt, chị ngửi cái mùi 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 gừng thôi cũng đã thấy thơm rồi, còn mà giờ cầm nguyên cục gừng ngồi ngửi ngửi thì nó cũng kỳ. Có người bán, bạn nào cứ cứ cho lại số tin 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 nhắn comment bình luận ở trên đây đi, sẽ có các bạn nhân viên để vào mua, các bạn sẽ tư vấn cho các bạn mua nha. Đấy, xong xong rồi mình xả tóc ha. Đấy, thì mình xả tóc xong rồi thật là sạch, bắt đầu mới sử dụng đến đến cái cao ủ tóc này. Cái cao ủ tóc này nha, nó thơm còn hơn cái này nữa. Và gội đầu không thể nào là lúc nào cũng gội xong. Có rất nhiều bạn lười dùng kem xả cho nên tóc lúc nào cũng bị khô sơ hết. Còn Trúc thì không thể nào thiếu thiếu cái ủ tóc. Nhưng rất nhiều bạn không biết cách ủ tóc. Đó là khi mà mình ủ tóc á, thì không nên dùng cái ủ tóc này, nó dính vào trong da đầu của mình, không nên nha. Cho nên là khi mà mình ủ tóc á, mình cứ phải xoa vào ta lòng bàn tay mình, xong rồi bắt đầu mình xoa từ chân tóc, mình xoa từ không đừng đừng từ 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 chân tóc quá nha, tức là từ đây thôi bắt đầu mình vuốt xuống, bắt đầu mình chà như thế này. Đấy, chà xong đấy,
xoa xong một hồi nó thấm nó ngấm. Nếu như mà tắm á, thì nên gội đầu trước xong rồi bắt đầu khi mà mình xoa cái cao ủ này lên, bắt đầu mình lấy một cái bao ni lông, cái bắt đầu mình quấn lại cái mình bao ni lông, cái mình chụp lên cái đầu của mình hoặc là những cái nón tắm á, mình chụp lên thì ủ khoảng tầm xong rồi sau đó ủ đi trong thời gian nó tắm. Trong thời gian lúc đó thì bắt đầu tắm, thì tắm bắt đầu mình tắm thường thường cũng 10 phút đấy, thì trong thời gian mà mình tắm thì là tóc mình sẽ được ủ. Thì khi mà ủ xong á là bắt đầu xả, mà nhớ nha, nhớ là đừng có để cho cái ủ nó vào cái da đầu nhiều quá. Nhưng khi mà ủ cao gừng á thì nó sẽ có một cái làn hơi ấm, một cái làn gọi là một cái hơi ấm, nó làm ấm cái da đầu của mình. Khi mà nó làm ấm da đầu của mình thì đó là thời gian mình ủ á đó, khi mà mình bọc cái bao ủ lại thì nó sẽ cái tinh chất gừng á, nó sẽ tỏa cái hơi nồng của nó để làm cho cái chân tóc của mình bắt đầu kích thích mọc tóc và làm cho da đầu mình nó được được trị liệu. Đó gọi là trị liệu, tại vì gừng là một loại củ thiên nhiên, mà một cái loại mà củ thiên nhiên nó có thể trị liệu cho rất là nhiều, về như là trị tâm lý nè, làm cho mình xả stress nè, rồi nó làm cho mình ấm bụng hơn nè, và nó làm cho cơ thể của mình nó khỏe hơn nữa. Cái này là giá 380.000 một hũ tinh chất gừng tươi, và được tặng kèm khi mua một hũ một một chai như vậy thì được tặng kèm một một hũ cao gừng như vậy với dung tích là 200 ml đó, rất là thích đúng không? Thì hai sản phẩm này được 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 sản xuất bởi công ty Thiên Nhiên Việt. Đây, và mọi người nãy Trúc cũng quên nhắc mọi người là nhớ nhớ là khi sử dụng này là sử dụng lúc mà tóc của mình đã ướt. Khi sử dụng tóc mình đã ướt nha mọi người. Đấy đấy là cái cách mà mình gội đầu. Thì khi mà mình gội, mình nhớ nhớ rõ ràng là khi mà mình gội như vậy thì chắc chắn là mình sẽ massage da đầu. Tại vì khi mà mình massage, mọi người có biết là khi massage da đầu á thì để làm gì không? Tóc nhuộm thì vẫn sử dụng được nha mọi người, vì là đây là một cái loại tinh chất mà một cái loại loại dầu gội đầu và cao ủ làm cho nó phục hồi lại tóc của mình, vì nó chiết xuất 100% từ thiên nhiên luôn, cho nên là mọi người yên tâm về cái chuyện là có bị dị ứng hay không. Thì hiện giờ Trúc thấy rất là nhiều người là hay mua những cái dầu gội đầu hương hoa này nọ, thì thời gian Trúc cũng đã sử dụng nhiều cái loại đó rồi, nhưng mà từ khi mà có cái này thì Trúc chuyển hẳn qua tinh chất gừng, vì là hiện giờ Trúc đang muốn tất cả mọi thứ, cái gì nó cũng là thiên nhiên và nó đẹp, nó làm đẹp một cách rất là thiên nhiên. Vì khi mà thiên nhiên thì nó không có hóa chất, thì không có hóa chất thì nó sẽ làm cho tóc của mình hay là những cái sản phẩm của mình nó tốt. Hello Trần Tuấn Anh, hello Linh Nhạc Nắng. Mọi người có hỏi gì thêm nữa hay không? Vì là bữa giờ cũng nhiều người hỏi là tại làm sao mà Trúc có thể dưỡng tóc được đẹp như vậy, hoặc là tại sao mà mình đi quay phim mà mình hay sử dụng những cái máy nóng, máy hấp làm cho tóc của mình, hay là đó, như mọi người thấy là Trúc mà đi event hay là Trúc đi quay phim thì sẽ có những cái lúc mà mình xịt keo tóc rất là nhiều, làm cho tóc của mình nó bị thương tổn và nó bị sơ, nó mất dần đi những cái lớp màng bảo vệ bên ngoài của tóc. Nhưng mà sau khi đó về Trúc gội đầu, như hôm qua mọi người thấy Trúc làm một cái tóc là Trúc gắn đầy hạt trên 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 đầu hết. Mọi người biết là tại sao Trúc gắn được không? Tức là mình gắn bằng keo dán lông mi á, mà khi về chỉ cần gội qua cái dầu dầu gội và ủ này thôi là coi như mọi thứ sạch bong, sạch trơn luôn, không có bị khô hay là không có bị dướng gì hết trơn á. Em không xài được dầu xả, vậy chỉ dùng một chai dầu gội thôi ạ. À, không em, dầu xả này rất tốt, cho nên là
tức chị khuyên Khánh Chi hay Chi Khánh này nè là em nên dùng dầu xả giúp chị, tại vì dầu gội đầu á nó sẽ làm cho tóc của mình nó sạch và nó có dưỡng chất trong đầu, nhưng mà nó không có làm cho tóc của mình nó bóng mượt. Nó sẽ làm cho tóc mình bóng mượt, cho nên đừng có bỏ qua cái bước cao ủ. Nhưng mà em yên tâm đi, mình mua cái chai này 380 thì cái này được tặng mà, không có phải mua, cho nên cứ lấy đi và cứ xài thử, chắc chắn là không có bị dị ứng hay là bị mẫn cảm hay bị gì hết trơn á, nên yên tâm. Và mọi người share cái livestream này cho Trúc đi, thì xong rồi khi share livestream xong rồi chụp màn hình cho Trúc gửi vào trong inbox cho Trúc, thì Trúc thấy nếu như mọi người share livestream của Trúc dưới dạng là public, tức là cho tất cả mọi người đều xem, thì Trúc sẽ add Facebook người đó và Trúc sẽ để ý cái tên đó là có comment và bình luận thường xuyên hay là like và share trên Facebook của Trúc thường xuyên hay không. Nếu như mà một thời gian mà các bạn đã là bạn bè của Trúc rồi, ở friend list của Trúc rồi mà mọi người vẫn không like, không share, không chia sẻ, không comment, không bình luận gì hết, thì Trúc sẽ unfriend bạn đó để dành chỗ cho những bạn khác, để dành chỗ những bạn khác người ta có thể làm bạn của Trúc. Tuyết Ngân Dương à, đây là một cái chai tinh chất dầu gội gừng tươi, và đây là cao ủ gừng tươi với giá là 380.000, mà mua một được hai, tức là khi mua được dầu gội thì các bạn sẽ được tặng một cái cao ủ gừng tươi. Đây là sản phẩm của công ty Thiên Nhiên Việt, một công ty đã cho ra rất là nhiều sản phẩm từ tinh chất thiên nhiên, mà hiện giờ thì các bạn đã biết qua sản phẩm cao gừng để mà giảm mỡ, giảm bụng, đúng không? Thì hiện nay đây là một cái sản phẩm mới của công ty là dầu gội gừng tươi. Ở trong đây á là có cả gừng tươi là 90%, còn lại 10% á là có tinh chất bưởi nè. Mà các bạn cũng biết là tinh chất bưởi nó rất 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 tốt cho cái tóc của mình. Rồi sau đó là hà thủ ô nè, lại tốt cho tóc. Rồi sau đó tinh chất bạc hà, lại tốt luôn. Và dùng như vậy thì càng lúc da đầu của các bạn sẽ không còn bị gầu nữa. Và nó khi mà nó đã không bị gầu và da đầu khỏe thì nó sẽ kích thích lại những cái chân tóc của các bạn để mọc nhiều hơn. Đấy, nên là mọi người hãy thử mua một lần để sử dụng xem. Đây là sản phẩm nó không những giúp cho mình mọc tóc, rồi tóc bóng mượt, còn làm cho mình có một cái cảm giác dễ chịu nữa, mùi hương rất là dễ chịu mà làm cho mình sẽ thoải mái sau những cái giờ làm việc. Julie Lý, lát nữa sẽ có các bạn nhân viên tư vấn nhảy vào trong này để trả lời xem coi là có bán ở bên Mỹ hay không nha. Hôm bữa hát về Vân Trang đêm trôi rồi. Hello chị Đài Thanh Trịnh. Hello. Hello Trương Văn Phúc. Đây các bạn sẽ thấy một cái tem của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thiên Nhiên Việt. Đấy, đây là một cái công ty mà Trúc cảm thấy những sản phẩm của công ty này á luôn luôn muốn hướng tới khách hàng, đó là mang đến cho khách hàng những cái sản phẩm mà được chiết xuất từ thiên nhiên. Không nói đâu xa, thật sự ra là mọi người đã thấy rồi, Trúc đã sử dụng chỉ mới có bao nhiêu đây thôi mà tóc mình đã dài và bóng mượt ra như vậy. Nếu như các bạn có thời gian thì hãy đến cái spa của tóc riêng của trung tâm riêng của công ty trách nhiệm hữu hạn Thiên Nhiên Việt, thì là số 2/5 đường Hồng Hà, quận Tân Bình, gần ngay sân bay, thì đến đó để các bạn có thể cảm nhận được người ta gội đầu mình như thế nào. Nhưng những nhân viên ở đó sẽ gội đầu để làm sao những tinh chất này nó thấm vào da đầu như thế nào. Rồi sau đó người ta sẽ tắm cho mình, gội cho mình bằng cái nước lá nè, nước thảo dược nè. Rồi người ta sẽ chà lá lên từng cái chân tóc của mình để tóc của mình nó được mọc ra, kích thích tóc mình mọc ra.
Hello Thanh Đặng. Ok, bây giờ mọi người chia sẻ livestream với Trúc đi, khi mà Trúc bây giờ có những cái câu hỏi nào đặt ra cho Trúc trong cái sản phẩm này không thì Trúc trả lời hết, xong rồi Trúc sẽ hát cho mọi người nghe. Cái này là 380 ngàn một chai đó em, nhưng mà được tặng thêm một cái hũ cao gần này nữa, là hai sản phẩm. Cái này 300 ml, cái này 200 ml, mà hai sản phẩm này chỉ có giá 380 ngàn thôi. Tóc bị rụng dùng dầu gội có kích thích mọc tóc lại không? Chị nãy giờ chị nói rất là nhiều, đó là khi sử dụng cái này nó kích thích mọc tóc, và mọi người thấy tóc của chúng nè, đó đã mọc tua tủa lại, là mọi người thấy không? Đấy, đây hôm bữa là nó rụng rất là nhiều, nhưng mà hôm nay là mọi người thấy nè, mọi người thấy là tóc mọc nữa, thấy không? Dựng 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 lên đó này nè, đấy đấy, mọc lại rồi, rất là thích, và tóc đã bồng bềnh trở lại. Lê Thị Thanh Thủy có kích thích mọc tóc nha chị, và tóc của Trúc cũng đã dài hơn nhiều so với lúc mà kẻ tàng hình, tức là chỉ tầm Trúc sử dụng mới đây khoảng tầm 2 tháng nay một cái chai kia rồi, xong rồi bây giờ là chai này là chai thứ hai rồi đấy, mà tóc của mình đã mọc ra như thế này, và rất là thích là vì nó bóng mượt, và nó khi mà mình gội đầu xong á, mình không cần phải chải tóc. Mình không cần phải chải tóc, mà là hở mình chỉ cần sấy thôi, thế là tóc mình nó sẽ tự động nó mềm ra như thế này, nó mềm ra luôn mọi người. Cho nên là chỗ không hề có cây lược ở trong phòng. Đấy, không có cần phải có cây lược nào luôn, chỉ cần vuốt thôi. Và mọi người biết không, khi mà mình gội đầu xong á, mình nên sấy như thế này thì tóc của mình á, nó sẽ đứng cái chân tóc hơn và làm cho tóc của mình nó bồng bềnh hơn. Nhưng mà rất là nhiều người tóc không có được bóng, vì tại sao không bóng, là vì nó bị mất cái chất bảo vệ, mất cái màng, lớp màng bảo vệ cái cọng tóc ở ngoài rồi, cho nên là nó sẽ bị, nó không có được bóng, nó bị khô. Mà hello Quang Vinh Hào, Hồng Mến sao ghiền bà Trúc quá. Thì đó mọi người thấy không, khi mà tóc mà quạt chút xíu thôi là tóc nó sẽ bay 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 như vậy, rất là đẹp. Và thật sự là Trúc cảm thấy là ngay cả phụ nữ hay là đàn ông cũng đều cần có một cái mái tóc đẹp. Những cái bạn để tóc đinh thì thôi khỏi nói luôn rồi, chỉ cần là sợ là mấy bạn bị gầu hay là bị da đầu, bị vẩy da đầu á, Trúc thấy cũng nhiều người là bị, cho nên là sử dụng cái này vẫn được, tức là nó sẽ làm cho da của mình nó đi hết những cái bệnh lý của cái da đầu của mình luôn. Đấy, thì á, là khi mà sử dụng thì là bạn trai bạn gái mình á, mà ở bên mình xong rồi hay hôn đầu hôn tóc rồi ở bên cạnh á, hay vuốt tóc của mình á, thì chắc chắn là phải cần có một cái mùi hương rất là thoải mái dễ chịu để cho mà người ta ôm mình, người ta hôn á, thì người ta không có bị sốc. Mà nhất là cái mùi gừng này nó làm cho cái người kia người ta sẽ dễ chịu hơn hơn những cái mùi hoa khác. Hello Lê Thị Yến Thương, 9 tuổi vẫn gọi được nha, ba là đệ nhị, từ trẻ em luôn, trẻ nhỏ luôn. Khi mà mấy bé con gái lớn lớn tầm 4-5 tuổi á, thì Trúc thấy là mấy bé nó cũng có những cái mái tóc rất là xinh và vẫn gội được với lại tinh dầu gội tinh chất gừng tươi luôn nha. Thì Trúc nghĩ là nên nên sử dụng cho các bé từ nhỏ trước, để mà các bé được 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 gọi là có một cái da đầu khỏe mạnh từ nhỏ, vì là khi mà mình chăm sóc từ nhỏ thì lớn lên nó có một cái nền tảng rồi, không có bị gầu hay là da đầu. Vì là khi mà lớn lên có nhiều bạn hồi nhỏ không có bị, nhưng mà lớn lên tự nhiên lại bị gầu nè, rồi bị da dầu, và tóc của mình nó hơi bết đấy. Cho nên là các bạn nên chuẩn bị cho con mình từ hồi nhỏ để tiếp xúc những cái tinh chất thiên nhiên, để cho các bạn lớn lên các bạn không có bị những cái bệnh bệnh nó khó khó trị lắm thật sự.
Con em bị nấm da sử dụng có hết không? Bị nấm da đầu phải không? Bị nấm da đầu thì không biết là cái tình trạng nó có nhiều hay không nha Đào Phan. Cho nên là bạn cứ để lại cái tin nhắn này, xong rồi nhân viên sẽ vào để mà tư vấn xem. Các bạn có thể chụp lại cái tấm hình của tình trạng da da đầu của con bạn, xong rồi sau đấy thì sẽ được tư vấn hơn để mà xem coi là có nên đi bác sĩ da liễu hay là nên sử dụng cái loại này, vì là nó có nhiều cái cấp bậc bệnh lý của da đầu hay là da da người. Thế là các bạn trước khi mà sử dụng thì các bạn cẩn thận như vậy rất là tốt. Bộ này, cái này là 380.000, xong rồi á, được tặng một cái cao ủ gừng tươi. Đây là một bộ sản phẩm mua một được hai mà chỉ có 380.000 thôi, thì tính ra mỗi chai như vậy là cũng 190.000 mà xài rất lâu. Mỗi lần chút xịt ra khoảng tầm một một chút tẹo như vậy thôi mà nó rất là thơm. Thôi thiệt luôn, rất thơm thiệt. Đi đi nãy giờ đi chạy xe ở ngoài biển đủ thứ hết trơn á, mà cái mùi tóc nó vẫn còn thơm, trong khi cái mùi người coi, mùi người mùi cá không ạ? Linh, mùi cá không mà mùi da rồi. Trời ơi, có hồi nãy mở cửa ra. Biết sao không, có nhỏ bạn đi chơi chung mà bị say xe. Bị say xe coi có dễ điên không, mà chở nó từ Sài Gòn ra ngoài Mũi Né này mà ra nói hả, cứ đi tới đây mà cứ lúc nào cũng đòi mở cửa hết. Mà đặc biệt là ở ngoài đây cái gió biển á, nó rất là mang mùi, nó mặn mặn, kiểu mùi cá mặn mặn. Mà chạy một hồi là tôi nói cái vô lăng xe rồi người gợm là tôi nói mùi cá Đúng không, rồi, mà ngửi đây tay mùi mùi cá mặn không thiệt. Mà để mình ngửi đầu tao nghe không Linh, công nhận hay thiệt chứ. Nè này, đang ngửi thử cái mùi tóc cho coi, ngửi xong nghe mùi cá đừng có ói nha. Không có mùi à, cá không, tóc vẫn thơm ha, không hề mùi cá đấy. Không, bạn của mình, đúng không, bạn của mình đấy, to không? đùng như vậy mà say xe đó, khổ Hello. ghê. Mà say xe mà ham chơi đấy, say xe mà ham chơi, cho nên là hả, cứ ngồi đó xong rồi là mình bực mình dễ sợ, cứ ngồi kêu trúc mày mở cứ cửa xuống, mày mở cửa kính xuống cho tao chứ không tao ói. Chuẩn bị mấy bịch ói để trên xe đó mà đấy. Cái người thì hơi nghe mặn mặn nhưng mà tóc thì không hề nha mọi người. Tóc thì rất là Thơm thơm thơm, tức ha, là cái mùi gừng nó sẽ át đi những rất cái là mùi thơm. cá. Các bạn thấy không, ngay Đúng cả rồi, mình thơm gừng là khử mùi thử ăn. tanh, ngay cả đúng không, nhưng bạn Linh của chú là nấu ăn rất là giỏi, và cũng gừng nó có thể khử đi Đúng những cái rồi, mùi đúng rồi. tanh của cá hay là của thịt này nọ, và nó làm cho mùi nó thơm Tìm hơn. được cái bộ môn da dầu mà mình Ừ, đang đấy cần đấy, đó. rất là hay. Mà là tóc của mình là nãy giờ đi ngoài biển, đi từ Phan Thiết, mới chở từ Phan Thiết vô ra, từ Mũi Né ra Phan Thiết, Phan Thiết chở vô đây, đi vòng vòng mà toàn là ta nói toàn kéo cửa kính xuống. Mà đi nãy giờ đó mà tóc vẫn bóng mượt, không có bị bết luôn, thích ghê. Tóc bóng Tóc ai rồi bồng này, bềnh bồng bềnh hôm ha. bữa tóc công nó bị, mày thấy nó bị mỏng á, nó bị mỏng mà tháo tóc nối ra khóc luôn, khóc tại tiệm luôn. Xong là cái chị mà nối tóc á, chị nói em thôi để chị nối cho em dài cái lai lai tóc thêm vô để đừng có bị sốc. Nhưng mà thật ra là sợ quá rồi không dám nối nữa, vì là những cái bạn mà tóc người ta khỏe và nhiều, người ta muốn nối thêm nhiều nó vẫn ok, vẫn đẹp. Nhưng là nhiều khi Trúc khi mà cần một cái vai diễn, cần cái nối tóc thì Trúc cũng phải nối, nhưng mà hiện bây giờ thì không cần thiết thì chú lại tháo ra, thì tháo ra một cái bị sốc, khóc tại tiệm luôn, khóc rớt mấy giọt nước mắt luôn. Thế là tự nhiên rồi thôi, bây giờ là hứa là thôi ráng dưỡng tóc lại. Mà không ngờ là mình dưỡng nhanh như vậy là nhờ từ cái dầu gội tinh chất gừng tươi này đấy. Thì tại mấy bạn biết tại sao tóc của mình nó bị mỏng không? Cái thứ nhất là có bạn là gen do ít tóc rồi, còn có những bạn là tóc bị không bị đi nhuộm nè, rồi đi làm tóc nhiều quá nó bị rụng. Còn Trúc á, là một người rất là mạnh bạo với lại cơ thể của mình, tức là đi đâu mà lỡ mà tóc mà bị rối hay gì á là cầm lược cái bạc 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 vậy đó, không có chăm sóc tóc mình. Thế là sau một thời gian nó bị rụng hết và bị gãy hết. Thế bây giờ là mình mới biết chăm sóc tóc của Chị ăn mình lên nhiều xem hơn. chị ăn lên xem À thế à, đi.
Ừ, đó thì thật sự ra Trúc Trúc ít chia sẻ những cái gì mà nó tùm lum tùm la lắm. Thật ra thì mấy bạn để ý là khi mà Trúc chia sẻ hay livestream để mà chia sẻ những cái bí quyết làm đẹp của mình thì là rất là thật, vì là Trúc rất là muốn tất cả các khán giả hay là các bạn ở trên trên Facebook của mình có được những cái kinh nghiệm. Không hẳn là Trúc ở đây Trúc sẽ chia sẻ những cái sản phẩm mà cho các bạn không đâu, mà là Trúc chia sẻ ngay cả cách dùng như thế nào và nguyên nhân lý do tại sao các bạn sẽ phải dùng, và nếu như mà các bạn thấy tin tưởng được thì các bạn sử dụng xong xem coi là Trúc có nói sai về sản phẩm hay không. Thật sự là Trúc đều là người phải sử dụng qua sản phẩm hết để mà chia sẻ được với mọi người, và đa số mọi người càng thấy càng về sau này Trúc sẽ chia sẻ những cái sản phẩm gì mà thiên về thiên nhiên nhiều hơn để giúp cho cái cách làm đẹp của mình nó thông minh hơn. Thích nhìn chị yêu hả? Em bị nấm da đầu có nên dùng dầu gừng hay không? Rất là cần dùng luôn đó. Có nhỏ bạn dễ thương ghê, chở nó xuống cho nên là nó sợ mình nói nhiều quá thôi. Đó, nước uống, nó ly rượu uống đi. Hồi lúc trước thì chị đối xử tàn tệ lắm với lại cơ thể chị lắm em, nhưng bây giờ bắt đầu khi mà phụ nữ tuổi qua 30 bắt đầu là có những người sanh con xong là bị rụng tóc đấy. Bạn của Trúc cũng sanh xong là bị rụng tóc đấy, bạn kia bạn bị rụng tóc nè, nên là mấy anh em cũng mượn mượn xài thử, mượn xài ké đó. Thấy rớt cái gì vậy trời, đụng cái gì vậy, cái đó gì trời, chị anh đang nhìn nó rớt thì nhìn mà để rớt là bị để ý. Dạ, chị Sagira ra tới Phan Thiết, lận đi cũng nhanh lắm, lái xe cũng nhanh lắm. Có thể em sử dụng làm sữa tắm luôn được không chị? Đừng cười, no, đừng làm sữa tắm, tại vì á những cái sản phẩm nào nó được thiết kế riêng cho cái phần nào thì mình nên sử dụng cho cái bộ phận đó thôi, mình đừng có sử dụng tùm lum tùm la thì nó không có hay, nó không có tốt. Thì mọi người biết là những cái gì mà thiên nhiên giống như là những cái sản phẩm như tinh chất gừng tươi như thế này nè thì nó sẽ làm cho mình cảm giác rất là như là trở về thiên nhiên, không có bị gọi là bị những cái cuộc sống gọi là bị hóa học nó gây ra cho mình, coi như là càng ngày càng tàn phá mình thôi. Ừ, thật sự là khi mà mày sử dụng thì mày sẽ thấy là muốn đứng trong toilet mình ngửi một hồi, mình ngửi một hồi, tại vì thật ra mình ngửi ở đây nè, mình ngửi ở đây là chỉ một thôi, mà người ta ngửi ngay da đầu của mình á, nghe nó nhiều cái mùi hơn là cái tóc nó lưu trong da đầu của mình nhiều hơn, và nó sẽ giữ lại những cái chất tốt để mà làm cho càng ngày cái tóc của mình càng 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 tốt hơn, nó kích thích mọc tóc nhiều hơn. Cảm ơn Kim Anh khen chị đẹp nha, cảm ơn mọi người. Mấy bạn mà đã từng sanh con rồi á, Trúc hiểu nỗi khổ của các bạn là bị rụng tóc mà mình đâu có muốn đâu. Hồi lúc trước á hả, tóc của Trúc rụng hả, Trúc không sợ luôn á, vì tóc Trúc nhiều đó, mọi người thấy là lông mày rồi lông mi của Trúc hả cũng nhiều, cho nên là tóc rất là nhiều. Nhưng mà thời gian khi mà mình nhiều quá thì mình lại không cần nữa, thế là mình đối xử tàn tệ với lại tóc của mình, thế là tóc của mình cứ lâu lâu cứ là bị rụng. Thế là lúc đó là mới thấu hiểu được cái sự rụng tóc của các bà mẹ sau sinh như thế nào. Họ không muốn đâu nhưng mà họ hy sinh cho con, sanh con xong là cơ thể nó thay đổi nhiều lắm, từ cơ thể, từ dáng dấp cho đến tóc tai, thì những cái dáng dấp rồi tới tóc tai là những cái mà cái đẹp của người phụ nữ mà bây giờ mình mất dần gần hết rồi, thì bây giờ mình phải biết cách phục hồi nó và tái sinh lại nó. Cái này không hề nóng đâu nha chị Nam Bình của em, trời nhớ nhớ chú lên gia diễn Nam Bình luôn. Thì là càng ngày thì cuộc sống của chúng ta sẽ quay trở lại với là những cái sản phẩm thiên nhiên nhiều hơn đấy. Trúc rất là hay vuốt tóc, tại vì sao, đó là rất là nhiều người khó chịu với cái chuyện là tại sao chị ngồi chị vuốt tóc hoài vậy, tại vì khi mà mình vuốt như vậy á thì tóc mình nó sẽ theo cái hướng nó mọc lên xong rồi nó bồng, tóc của mình nó sẽ bồng lên. Hồi lúc trước là Trúc đi quay phim thì hay đội những cái nón bảo hiểm để mà đi xe Honda đó mọi người, đội nón bảo hiểm đi xe Honda
xong rồi cái mồ hôi nó ra tóc hết đẹp, bước xuống một cái gỡ cái nón ra hú hồn, cái tóc dẹp lép đấy, tóc dẹp lép về mặt đâu có đẹp đâu, thật sự là rất thấy gớm đấy, tóc nó dẹp xuống gì này đó. Thì xong rồi lại đi bấm tóc, bấm tóc thì nó lại hư tóc, gãy tóc, mất tóc, rụng tóc. Cho nên bây giờ là Trúc hay ngồi vuốt tóc như thế này để tóc mình nó được mọc, kích thích mọc tóc, xong rồi là làm cho tóc của mình nó càng ngày càng đẹp hơn. Hello Quốc Minh. Rồi thế là tóc càng ngày sẽ bóng hơn. Mà từ khi mà Trúc cắt tóc xong thì thấy là mình rất là thích để tóc ngắn, không thích để tóc dài nữa. Vì tóc ngắn là nó sẽ trẻ trung ra, và mình sẽ cắt lớp như thế này để tóc nó bồng hơn nhiều. Đấy. Phụ nữ mình là chỉ có cái gọi là bí quyết gọi là tóc của mình, cho nên là mình rất là điều đèn, mình rất là thích ai hấp tóc, vì là tóc nó mang đến một cái làn gió kiểu là tươi mới cho bản thân mình, rồi mang đến một cái vẻ rất là quyến rũ, rất là sexy, mà không cần phải ăn mặc phản cảm hay là không cần ăn mặc gọi là hở hang, để cho mà mình vẫn có một cái nét quyến rũ riêng của mình. Ai mà chả muốn quyến rũ đúng không? Em sẽ để tóc cho chị Annie. Thế mình cần những cái mái tóc như thế này để có thể quyến rũ, không những là quyến rũ phái đàn ông, mà quyến rũ ngay cả đối với là người lớn tuổi nè. Xong rồi trẻ em nào, mấy bạn để ý đi, trẻ em đi đâu mà thấy bạn nào đẹp á là mấy bạn trẻ em cũng nhìn hết á, nhìn say đắm vậy đó. Nó thích lắm, trẻ em nó thích nhìn ai mà kiểu là tươi mới rồi là xinh đẹp lắm. Nên là ví dụ như là mặt của mình mà không được xinh cho lắm thì mình cũng phải có mái tóc đẹp đó. Bây giờ mình che nửa vậy nè, mình che nửa, nhìn nó vẫn quyến rũ đúng không? Đấy, trước mắt là không cho người ta thấy mặt mình thì mình che lại, thấy một cái sự gì đó nó bí ẩn được. Rồi lúc đó mình chạy đi luôn đó, mặt mình xấu quá. Còn nếu mà mình xinh đẹp thì dù gì cái gì nó cũng bí ẩn một chút xíu, nó giấu giấu chút xíu thì nó sẽ gây tò mò cho mọi người hơn. Cảm ơn Lan Trần. Hello Sư Mậu Nguyễn. Mấy hôm nay ra ngoài này xong rồi thức khuya nè, rồi nổi một hai cái mụn trên trán nè, nổi nhưng mà không sao, lâu lắm rồi mới nổi mụn xong rồi mới thấy là mình còn trẻ, tại vì chỉ có tuổi mới lớn mà nổi mụn thôi. Hầu như là mấy năm rồi chứ mới nổi mụn hết. Trời ơi trời, ra ngoài đây xong rồi á, lo chơi với mấy đứa này quá. Ê, đi nào ra đây mày mở cửa kiến ra, xong rồi tao bị cái gió biển nó làm tao nổi mụn không, mới nổi ngày hôm nay luôn á. Mày không có ngủ? Có ngủ mà. Hello Mỹ Châu, tóc mẹ em yếu hả? Vậy thì em xài tinh chất dầu gừng đi, tinh chất dầu gội đầu, tinh chất gừng tươi, rồi ủ tóc sẽ làm cho tóc của mình nó mượt hơn và nó mau mọc hơn. Thúy Ngân Rio, ngày mai em thì tốt nha. Cân Linh nói dụ chút xinh đẹp. Nó dụ ra ngoài này xong rồi á hả, nó nhốt cho một cái chỗ biệt thự, khu biệt thự, bây giờ tôi thui bạn tôi thui tới mù à. Đó xong rồi buồn quá lên live stream rồi nói chuyện xàm xàm gì đó, bắt nó đi ở ẩn nghe vậy đó. Nói chung là ở Sài Gòn á bữa giờ nóng nực, lâu lâu mưa nhưng mà vẫn nóng nha mọi người. Đấy, trời ơi con nhỏ bạn được ghê, tạo hiệu ứng gió bay sáng đồ. Gió này nọ sáng gió đó. Để cho thấy được tóc bay bay nó bồng bềnh. Cái dầu gội đầu này nó tạo cái hương lâu lắm nha mọi người, để lâu lắm. Nên là với lại chút lưu ý mọi người là không nên ở sạch quá. Tức là gội đầu mỗi ngày một lần như vậy là không nên. Chỉ nên cắt một ngày một lần thôi. Trừ khi các bạn giống như chút nhiều khi là đi quay mỗi ngày là cái đó là mỗi tối chút phải gội. Vì gội xong là chút phải sấy tóc liền. Vì là mình gội đầu nhiều á, mình cũng làm cho tóc của mình mất dần đi những cái chất bảo vệ tóc.
Đó, thật ra Trúc nghĩ những cái chuyện đó là những cái chuyện rất là dễ, ai cũng biết, nhưng mà đến bây giờ rất nhiều người nhắn tin inbox cho Trúc hỏi về cái cách chăm sóc tóc, chăm sóc da như thế nào, đủ thứ hết. Và bây giờ mình mới biết là có nhiều người không hề biết. Không nên tắm khuya, đó, không nên gội đầu khuya. Nếu như gội đầu khuya thì lúc nào cũng phải giữ cho cái tóc của mình nó khô ráo. Và đi làm về mệt mỏi thì nên sử dụng dầu gội tinh chất gừng, vừa sạch tóc mà vừa có thể ngửi được cái mùi gừng, rất là tạo một cái cảm giác rất là dễ chịu cho mình nữa. Có một người em đang mang bạn ngon. Đoán gì vậy? Không biết mua gì nữa. Mua sản phẩm tặng bài hát Phần Trăng Đêm Trôi hả? Trời ơi trời. Nhưng mà đi tập gym mồ hôi ra bớt không gội quá chị. Kệ em ơi, ra tập gym thì bớt khó chịu, xong rồi mình ngồi ở ngay quạt á, mình sấy tóc hay là mình dùng cái máy sấy á, sấy lạnh á. Nhưng mà chú không có nhạc bài Vầng Trăng Đêm Trôi ở đây. Hay là bây giờ thì chú sẽ mở cái bài ở trên YouTube, tại vì cái nhạc đấy là bên chương trình của anh Dương Đình Trí, nên là chú không có cái nhạc ở đây. Thường thường là chương trình đều giữ nhạc hết. Chị ơi, nó có giữ màu nhuộm không? Annie ơi, thật ra màu nhuộm mà phải dùng dầu gội đầu riêng cho màu cho tóc nhuộm. Anh này là không có giữ được nhuộm đâu nha. Nó chỉ làm cho tóc của mình khỏe. Khi mà tóc mình khỏe thì mình có thể nhuộm được nhiều màu và nó không có xuống màu. Mong manh tình về hả? Thế bây giờ hát được chưa nhở? Có mì vô không? Miro. Thế bây giờ chú sẽ hát tặng cho mọi người một bài thôi nhé. Bây giờ bài Vầng Trăng Đêm Trôi hay là Mong Manh Tình Về? La trong kia, mình cứ la trong này là được rồi. Bài Vầng Trăng Đêm Trôi thì có phải hát chay không phải hát chay mà là sẽ hát theo cái YouTube. Buồn hết đêm nay hả? Buồn hết hôm nay nha. Buồn hết hôm nay chứ không phải là đêm nay. Ok, chị sẽ live stream từ 9 giờ trở đi nha. Cái này là 380 ngàn một chai như thế này. Và được tặng một cái cao ủ gừng. Một cái cao ủ từ gừng tươi. Cả hai này là 380 ngàn. Mua chai này được tặng một cái này, nên là 380 được cả hai luôn. Vầng Trăng Đêm Trôi hả? Không, mình với Miro nó khó nghe hơn á, hát ngoài cho rồi. Vầng trăng đêm trôi xa, sương trắng âm trăng phai dần. Em ngồi đây, giọt lệ rơi trên sông. Ôi sóng yêu thương dâng tràn khắp tim này. Bao giờ đến đâu theo trăng, hoài chờ mong. Lặng nghe cô đơn trong tim em, anh đã xa rồi. Giờ kinh em nơi đây, ngắm mãi ánh trăng năm nào. Vầng trăng xưa anh ơi, còn đó bao nhiêu ân tình ta cùng trao. Và nụ hôn trao nhau, ngây ngất men say trong lòng hơi hoa hồng. Vòng tay mình trao cho nhau, tình còn đây. Lặng nghe cuộc đời em cho anh bao phút giây em đêm. Giữa tình xa nơi đâu, chỉ thấy ánh trăng dần trôi. Tình ta giờ đã mãi mãi cách chia xa. Như trăng xưa biết sẽ trôi hoài, tiếng lệ rơi trên sông. Anh ơi, người yêu dấu. Còn đâu ngày tháng dĩ vãng, vẫn mãi yêu nhau. Ta xa nhau biết đến bao giờ, còn lại trăng trên sông. Mình đã mất nhau muôn đời. Mở cái nhạc em YouTube để hát lại đó. Mọi người có nghe bài này nhiều chưa nhở?
Cảm ơn anh Đợn. Chưa thấy là mọi người quá không? Nên 3 triệu rưỡi rồi hả? Tiếng chia xa, xương trắng ôm trăng phai dần. Em ngồi đây, giọt lệ rơi trên sông. Ôi sóng yêu thương dâng tràn khắp tim này. Gọi dần đau theo chân, hoài chờ mong. Lặng nghe cô đơn trong tim em, anh đã xa rồi. Còn mình em nơi đây, ngày mai ánh trăng năm nào. Vườn trước xưa anh ơi, còn đó bao nhiêu ân tình ta cùng trao. Và nụ hôn cho nhau, ngây ngất men say trong lòng với hoa hồng. Vòng tay mình trao cho nhau, tình còn đây. Lặng nghe đêm trôi em cho anh bao phút giây em đến. Giờ tình xa nơi đâu, chỉ thấy ánh trăng dần trôi. Tình ta giờ đã mãi mãi cách chia xa. Như trăng xưa biết sẽ trôi hoài, tìm lệ rơi trên sông. Anh ơi, người yêu dấu. Còn đâu ngày tháng dĩ vãng, vẫn mãi yêu nhau. Ta xa nhau biết đến bao giờ. Còn lại trăng trên sông, mình đã mất nhau muôn đời. Tình nơi ngày đã mãi mãi cách chia xa. Như trăng xưa biết sẽ trôi hoài, tìm lệ rơi trên sông. Anh ơi, người yêu dấu. Còn đâu ngày tháng dĩ vãng, vẫn mãi yêu nhau. Ta xa nhau biết đến bao giờ. Còn lại trăng trên sông, mình đã mất nhau muôn đời. Trời ơi, vườn trăng đêm trôi lên tới 3 triệu rưỡi người xem rồi. Cái gì? 3 triệu rưỡi lượt xem rồi. Như chị chưa mới 1 tháng. Hôm bữa mới 1 tuần lại lên 1 triệu, triệu mấy rồi. Ừ, chị hát là nhiều người xem hơn đúng không? Thế mà mọi người chia sẻ đi. Mọi người chia sẻ cho chị đi rồi chị hát tiếp. Chia sẻ đi mọi người ơi, mọi người ơi. Giọng của Thánh livestream. Bây giờ hát thêm bài nữa nha. Hát thêm một bài nữa thôi là ớt nha. Trời ơi, đừng có bấm tim nhiều quá. Đứng rồi. Rồi sẽ hát bằng micro để cái nhà có lớn hơn nha. Bluetooth mode. Trời ơi, nghe rất là thu của. Rất là thu của. Ủa là cái nào ta? Cái nào vậy nhớ không Linh? Cái nào không? Cái micro nè. Thôi khỏi luôn đi, mệt quá. Mở nhạc ở ngoài đi. Mình muốn ngồi đôi điểm. Đang ở tuổi dậy thì cho nên là mới mọc mụn. Sẽ buồn hết hôm nay thôi, vì anh cũng đã xa rồi. Có tiếp tục nữa cũng chẳng thành đôi. Sẽ buồn hết hôm nay thôi, yêu thương
nhạt nhòa phai phôi, là do một người hay cả hai lạc lối. Mình yêu thương nhau một thời, mà hôm nay xa một đời. Có phải là ta chẳng hợp rồi? Nhiều đêm em vinh một mình, tiếc sao ôi những ân tình. Mà bao nhiêu năm em giữ riêng là vì ai? Nhưng em không muốn anh phải vì em mà thương đến em như vậy. Yêu anh em biết sẽ chờ đợi lâu, nhưng em vẫn cố. Hay ta không có duyên là của nhau thì thôi, giữ nhau làm gì? Một thời bên nhau, một đời cũng chẳng quên được. Sao ồn quá vậy? Đập đá đập ơ gì đúng thứ. Bài này chị chưa có cho phát hành nha mọi người, nên là chị sẽ thu âm và phát hành lại cho mọi người nghe. Bài này là do nhạc sĩ Thanh Hương Idol sáng tác, để 2 năm rồi mà thức chưa thu. Thà có quên được ai em sẽ tốt hơn. Mình yêu thương nhau một thời, mà hôm nay xa một đời. Có phải là ta chẳng hợp rồi? Nhiều đêm em vẫn một mình, tiếc sao ôi những ân tình. Mà bao nhiêu năm em giữ riêng là vì ai? Nhưng em không muốn anh phải vì em mà thương đến em như vậy. Yêu anh em biết sẽ chờ đợi lâu, nhưng em vẫn cố. Hay ta không có duyên là của nhau thì thôi, giữ nhau làm gì? Một thời bên nhau, một đời cũng chẳng quên được. Nhưng em không muốn anh phải vì em mà thương đến em như vậy. Yêu anh em biết sẽ chờ đợi lâu, nhưng em vẫn cố. Hay ta không có duyên là của nhau thì thôi, giữ nhau làm gì? Một thời bên nhau, một đời cũng chẳng quên được. Hai ta không có duyên là của nhau thì thôi, giữ nhau làm gì? Một thời bên nhau, một đời cũng chẳng quên được. Bài này là bài Buồn Hết Hôm Nay Thôi của nhạc sĩ Thanh Hưng Idol, một nhạc sĩ đang rất là nổi tiếng. Những bài như là Sai Người Sai Thời Điểm nè, Đúng Người Đúng Thời Điểm nè. Đấy, bài này chưa có trên mạng mà chúng đã hát cho mọi người nghe rất là nhiều lần rồi. Ok thôi, bây giờ là chúc phải tạm biệt mọi người thôi, livestream nhiều quá đau họng. Ok, cảm ơn mọi người nhé. Nhớ nhé, hãy dùng tinh chất gừng tươi, dầu gội từ gừng tươi. 380 ngàn một hũ và được tặng một cái hũ ủ tóc như thế này, cao ủ tóc gừng tươi. Và lúc nào cũng xinh đẹp. Đấy là cái slogan của Trúc, là phụ nữ phải luôn luôn làm đẹp. Làm đẹp lúc nào cũng sẽ phải có hiệu quả. Không bao giờ là không có hiệu quả nếu như mà mình chịu làm đẹp. Thế nha, chúc mọi người một buổi tối vui vẻ.
Chị Hai mà khóc luôn hả? Thôi không khóc. Mẹ nha, bye bye mọi người. Bữa nào lại livestream tiếp nha mọi người.